Vụ ba nữ sinh bị nước cuốn mất tích ở Bình Phước. Đến 13 giờ ngày 18 3 lực lượng cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị nước trôi mất tích. Đó là em Hất Trận, 16 tuổi, cách hiện trường bị nước cuốn trôi khoảng 3 km. Trước đó, chiều muộn 17 tháng 3, ba nữ sinh gồm 15 tuổi, Trân Âm Đê, 15 tuổi, và Nga Hất, 16 tuổi, cùng ngụ xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, điều khiển hai xe máy chở nhau vào khu vực phía trước, cửa xã lòng hồ Thủy Điện Cần Đơn, để chơi. Thời điểm đó, lòng hồ đang cạn nên cả ba em xuống phía dưới chơi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, nước bắt đầu dâng cao và em đã bị nước cuốn trôi, mất tích. Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn, cứu hộ, công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng công an địa phương sử dụng các phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm bà em. Đến 23 giờ ngày 17 tháng 3, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Chot Y Nhi cách hiện trường hơn 200 m Đến sáng 18 tháng 3, thi thể em Amber cũng được tìm thấy cách hiện trường gần 2 km. 13 giờ ngày 18/3, lực lượng cứu nạn, tha cứu hộ đã tìm thấy thi thể Emham Hajar ở ngay dưới chân cầu sông bé, cách hiện trường khoảng 3 km. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.